chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng.com. Trong những ngày gần đây thì tôi đã trình bày giới thiệu với các bạn rất là nhiều cái dòng xe đạp Nhật đã qua sử dụng và có bán tại cái trang web xe đạp hải phòng.com của chúng tôi. Thì hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái mẫu xe đạp đã sử dụng tại Nhật và có bán do chúng tôi cung cấp, đó là cái mẫu xe đạp Momentum. Thì đây, bên cạnh tôi đây là chiếc xe đạp hiệu Momentum. Momentum thì là một cái dòng sản phẩm mới của hãng Giant Mỹ. Chiếc xe này đã được sử dụng tại Nhật nhưng mà cũng khá còn mới. Như các bạn nhìn thấy là trên cái tem đây thì là có đề là năm 2016. Và tire size có nghĩa là cái cỡ của lốp là cỡ 700C, đây là một cái cỡ lốp rất là thông dụng với những cái xe đạp thể thao touring. Đây, như các bạn thấy là ở đây nó có cái tem đây này. Cái tem này đấy là cái ngày mua cái xe này là 28 tháng 5 năm 2016. Đấy, rất xe rất là mới các bạn, gần như là chỉ có hơn năm sử dụng thôi. Và ở Ion Buy hình như là đây là xe này được mua ở siêu thị Ion của Nhật. Trên vành cũng có logo của Momentum. Rất là xe rất là mới. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái tem là size của khung. Đây là kích cỡ size của khung này là 420mm. 420mm. Thế kích cỡ của khung thì nó sẽ tính bằng chiều cao từ ốc tâm trục và đến khóa yên, đó là 42cm, tương đương với 420mm. Và cái chiều cao mà người đạp khuyến nghị ở đây thấp nhất là 155cm, có nghĩa là người cái xe này size rất nhỏ, người tầm 1m55 là có thể đi hợp lý rồi, đến 1m65. Đây có logo, xe được cấu tạo bằng vật liệu nhôm. Muốn phân biệt thế nào là nhôm hay sắt thì đơn giản nhất các bạn dùng một miếng nam châm, các bạn để vào khung và khung hít thì nó là nam châm. Ví dụ đây, ở đây là chiếc đũa bằng sắt này thì là nam châm hít đấy, nhưng mà ở đây khung nhôm là không hít, hoàn toàn là không dính. Thì đây là khung bằng sắt. Đây ví dụ như đây cái dây cáp này bằng thép thì nó sẽ dính, nó sẽ hút. Thì là đấy là cách kiểm tra phân biệt khung sắt khung nhôm. Và trong cái kênh của tôi thì cũng có một cái video hướng dẫn các bạn phân biệt xe đạp khung sắt và khung nhôm. Xe được trang bị phanh V trước sau, đằng trước là trang bị đĩa 3 tầng. Đằng trước là đĩa 3 tầng, gạt đĩa hiệu Shimano Tourlay. Đằng sau là lip 7 tầng. Và đề chuyển số là cũng hiệu Shimano Tourlay. Hiệu Shimano Tourlay là một cái group mà cho xe đạp thể thao rất là phổ biến của xe đạp thể thao Nhật Bản. Và bên tay phải tôi là có cái tay vặn chuyển số. Đấy. Tay vặn chuyển đĩa. Cách sử dụng này các bạn xoay thì chiếc xe sẽ thay đổi tầng của đĩa. Đấy. Xoay về thì là sẽ là về đĩa nhỏ và xoay lên thì là sẽ lên đĩa to. Về là đĩa nhỏ. Đấy, như các bạn thấy xe chuyển số rất là nhịp nhàng, êm ái, rất là dễ dàng. Thế còn tương tự bên tay phải các bạn vặn nó sẽ chuyển thay đổi tầng lip. Đấy, tôi đang thay đổi các cái tầng lip. Thì các bạn thấy là xe chuyển số rất là nhịp nhàng. Đà quay của bánh rất bo, bánh được cân tròn. Như vậy, tôi đã giới thiệu với các bạn xong chiếc xe đạp Momentum của tập đoàn Giant.
Nếu các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao, sẽ hướng dẫn cách hướng dẫn sử dụng hoặc là những cái review xe đạp, nhấn like video để chúng tôi làm những video tiếp theo. Và các bạn nhớ hãy ấn subscribe kênh bên cạnh nút đăng ký có một cái hình chiếc chuông, các bạn hãy ấn chiếc chuông để các bạn là những cái người mà giúp được YouTube ưu tiên hiển thị đầu tiên khi chúng tôi có video mới. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.